Thời nào rồi mà còn lụy tình? Bây giờ lụy Mộc Châu đang là xu hướng đấy. Các bác không tin á? Thế thì phải xem ngay những khung cảnh này để biết vì sao nó thành xu hướng nhá. 1. Thác Triềng Khoa. Nhìn những bức ảnh này, các bác có tò mò nó được chụp ở đâu không? Câu trả lời chính là thác Triềng Khoa. Thác nước tuyệt đẹp với sắc nước xanh như cổ tích này đã đủ làm cho các bác mê mẩn chưa? Còn tôi thì đã suy lắm rồi đấy. 2. Thung lũng mận Nà Kha. Hoa mận Mộc Châu thì đã quá nổi tiếng về độ đẹp rồi, nhưng các bác đã biết đến địa điểm có hoa mận đẹp nhất Mộc Châu này chưa? Đây chính là bản Nà Kha, thiên đường ở lưng chừng núi. Đến Nà Kha vào mùa xuân, các bác sẽ bắt gặp một khung cảnh đầy sắc trắng của hoa mận. Còn vào mùa hè, các bác sẽ được thưởng thức những trái mận ngon tuyệt đỉnh. 3. Hang Táu. Cần gì chỉnh màu hay hiệu ứng khi đồng cỏ ở Hang Táu đã là một lớp filter tuyệt vời cho những bức ảnh hay thước phim. Nơi đây được ví như một ngôi làng nguyên thủy, bởi điện, internet hay sóng điện thoại đều là những thứ không tồn tại. 4. Rừng thông Bản Áng. Một rừng thông cao vút, một hồ nước trong veo, vườn dâu tây tươi mát và rừng hoa mận nở rộ sắc trắng là những gì các bác sẽ thấy ở rừng thông Bản Áng. Đây chính là một vùng đất thiên đường đầy thơ mộng và quyến rũ. 5. Happyland. Một thảm hoa trải dài với vô vàn màu sắc chính là cảnh đẹp mê ly nhất ở Happyland. Bác nào mà yêu thích động vật thì trang trại kiều ở đây chính là nơi dành cho các bác đấy. Ngắm nhìn những cảnh đẹp vừa rồi, các bác đã thấy lụy Mộc Châu hơn cả người yêu cũ chưa? Lụy rồi thì lưu những địa điểm này lại rồi xách ba lô và đi thôi còn gì nữa. Nhớ follow Hi Trip để biết thêm nhiều thông tin thú vị hơn nha.